Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày, chúng ta sẽ đi tiếp Thiên Chín Giang Thành Dạ Cổ thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 8. Xin mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Mọi người đều im lặng. Chừng 20 phút sau, tôi ngã lưng ra ghế, đặt quyển chép tay lên đùi, miệng nở một nụ cười đắc thắng. Tôi nói tìm ra cách đó để gọi hồn anh Thông rồi. Xin bật dậy ngay. Gọi hồn hả? Đang hổ Giang Thành mà, nói vậy. Tôi bảo nó ngồi xuống. Đoạn mới đưa ra ghi chép cho mọi người coi. Trong đó ghi rằng Giang Thành là điện thờ của thần Brahma. Người dân phụ Nam xưa tôn thờ Brahma với 10 con đường của sự thông thái, sự sáng tạo và kêu gọi. Ông ta cũng là biểu tượng của sự tái sinh, với truyền thuyết chặt đầu này lại mọc ra đầu khác. Xin nghe qua thì tò mò. Khoan đã, tại sao lại có điện thờ Brahma bên dưới chứ? Thì trong đây ghi như thế nào á thì tao đọc vậy thôi. Hỏi tao hỏi ai? Ý anh có phải là tìm tới Giang Thành, dùng tượng Brahma để sáng tạo lại sự tồn tại của anh Thông không? Em nói vậy thì lại siêu hình quá. Tượng Brahma bên dưới điện thờ được thờ cúng mấy trăm năm, chắc chắn là một nguồn năng lượng có thể làm ra một thứ gì đó gọi là hộ pháp. Cái anh muốn là thông qua Phật Thạch sáng tạo lại sự mở cửa của Ma Thành Hà Tiên, từ đó bóc tách được hồn của anh Thông ra khỏi vô số hồn ma của Ma Thành. Xin chen ngang. Nghe rối vậy mà sao không biết được là sẽ tìm ra hồn anh Thông trong đó? Tôi nhìn sang Kiều Trâm. Vì tao sẽ nhờ Tăng Gia làm pháp danh. Pháp danh đó là anh Thông. Vì hồn anh Thông cơ bản cũng là con xà niên, hoàn toàn có thể gọi về làm pháp danh. Khi anh Thông hiện về theo pháp danh thì Vi sẽ giữ anh lại. Chúng tôi lại phải giải thích một tràng cho sinh hiểu về hệ thống pháp danh và cách đắc chú của Tăng Gia. Nghe xong nó hỏi: vậy thì thứ gì có thể đắc chú được? Tụi mình có giữ cái thứ gì của anh đâu. Tôi lấy ra 6 tờ vé số mà anh Thông mua trước khi đi Tổ Châu. Tôi nói: thứ này đã bên cạnh anh Thông lúc anh chết, chắc chắn là sẽ được. Xin lại hỏi về rốt cuộc cái dùi trống có liên quan gì ở đây? Tôi đưa mọi người đọc dòng ghi chép về Thạch Động và Giang Thành bên trong cuốn sổ. Trống đồn Giang Thành mỗi khi đánh lên đều báo hiệu thiên tai, dịch bệnh hoặc là chiến tranh. Nói chung là những thứ xấu. Lý do chỉ có thể giải thích cái trống này mở ra một không gian nơi những thứ làm mất cân bằng âm dương thoát ra ngoài, tạo ra biến đổi về tự nhiên dẫn đến thiên tai hoặc dịch bệnh. Mà hai thứ này thường dẫn tới chiến tranh để cướp đất, cướp lương thực. Thứ không gian đó chính là Ma Thành. Hay nói cách khác, muốn mở ra Ma Thành tìm anh Thông thì trước tiên phải mở được cái trống đó cái đã. Còn mở như thế nào thì vào đó mới biết được. Xin nghi hoặc nói: nhưng mà nghe hư cấu quá. Tôi nhớ câu nói của Bách Nhất, cảm giác dâng lên trong đầu. Đường tôi chọn chính là cách mà nếu có anh hùng ở đây, anh sẽ làm y chang. Thứ gì càng huyễn hoặc thì càng nên tin. Tôi chưa biết còn lớp nghĩa nào sau câu nói này hay không, nhưng trước mắt nó vẫn đúng. Tôi bảo: thì đó giờ có làm chuyện gì mà không hư cấu đâu. Cao Lô Thành nè, cái ngải màng Đà La chui dưới đất nè, còn cái đảo Sương Mù chỉ có vài ghi chép mà còn tìm ra được kia mà. Xin trầm ngâm hồi lâu, dường như nó đã bị tôi thuyết phục, liền hí hửng nói: vậy gọi cho anh cha Thắng coi ổng đang đâu, lấy lại hàng rồi đi ngay cho kịp. Tôi chặt lưỡi. Thạch Động á, vào dễ ra khó, chứ này anh em mình phải cẩn thận rồi. Xin bất giác bật cười thành tiếng. Nói gì chàng cha hùng gì cha nội. Kiều Trâm bây giờ mới cất lời: khoan đã, hình như chúng ta hơi vội đó. Là sao bà Thím? Như đã biết á, thì đường vào thạch động chắc chắn là rất khó xơi. Nếu chúng ta cứ theo manh mối hết sức mơ hồ thì sẽ lãng phí thời gian, thậm chí là có thể nguy hiểm tính mạng. Tôi cho rằng trước tiên nên thử trước đi. Thử làm pháp danh hay sao? Không, là thử suy đoán về Ma Thành có đúng hay không. Kiều Trâm giải thích. Mặc dù đã biết Hà Tiên là một ma thành khổng lồ, tuy nhiên chúng tôi lại không biết rằng cái thành đó có bao nhiêu khu. Ví dụ như thập cảnh Hà Tiên, cứ cho rằng Đại Ma Thành có 10 cổng đi. Dĩ nhiên không thể nào tất cả các cổng đều dẫn về mỗi gian thành được. Điều đó có nghĩa là xác suất linh hồn của anh Thông bị kéo về Ma Thành Hà Tiên là rất cao. Dẫu vậy chưa chắc anh đang bị giữ ở điểm nào trong 10 điểm đó. Nên nhớ rằng Ma Thành so với 9 điểm kia là ngang nhau về mặt bí ẩn. Do đó Kiều Trâm đề xuất kiểm tra thử Ma Thành Hà Tiên có gom chung về Giang Thành hay không. Nếu có thì cứ làm theo cách tôi vừa đưa ra. Quả nhiên suy luận của bà ấy cũng có lý. Giả dụ như chúng tôi tìm thấy được Giang Thành, nhưng hồn anh Thông bị kẹt ở Châu Nhâm, là một cảnh khác trong thập cảnh Hà Tiên, chẳng phải là công cốc hay sao? Tôi hỏi. Vậy bây giờ thử như thế nào? Kiều Trâm nhìn sang Vi. Chuyện này có lẽ đạo diễn sẽ rành hơn á. Vi ngẫm nghĩ rồi đáp. Em cần tìm một nơi có miễu, càng âm u càng tốt, từ đó sẽ dò ra được. Bình sang được không em? Chỗ cái thằng nhỏ trốn tìm em. Không được đâu anh. Lý do là vì chỗ đó chỉ có mỗi hai mẹ con thằng nhỏ thôi. Bây giờ cũng đã đi siêu thoát rồi. Với lại linh hồn chết quang á thì chưa đủ ghê. Bác sĩ Tứ nghe tới đó thì nhíu mày, lên tiếng hỏi. Ghê sao? Ghê như thế nào? Nó phải âm u, lạnh lẽo, âm khí nhiều, đặc biệt là phải thường xuyên có ma quỷ quấy phá. Cả nhóm nhìn sang bác sĩ Tứ. Anh ta trầm ngâm giây lát rồi nói. Dưới chân núi Tà Băng có một cái cụm mã cổ siêu bóng đèn, lâu ngày quan phế sụt lún không ai trông coi, đã nằm khuất trong rừng cây nữa. Mới đưa tới đó thử coi. Chúng tôi nghe bác sĩ Tứ nhắc đến cụm từ Mã Hoàng dưới chân núi thì trong lòng đã khắp khởi mừng. Ít nhiều thì ở đó cũng có âm khí quyền lại dày đặc. Tôi hỏi ngay. Nhưng mà theo Vi nói thì thủ tục này của bọn em cần một nơi linh thiêng. Nói có khi không phải chứ ma cũ ở đó có linh không anh? Bác sĩ Tứ trầm ngâm, tìm ra một sắp hình được buộc bằng dây gai hết sức cẩn thận. Bên trong là gần một gang tay các tấm ảnh ố màu, loang lỗ. Anh nói cụm mã đó chính là cái nơi khiến cha anh quyết tâm tìm hiểu về Lục Lâm. Bọn tôi chụm lại. Anh phát ra các tấm ảnh cho chúng tôi xem. Có một bức chụp nhóm con nít mặc áo sơ mi cộc tay, bỏ áo vào quần, loại quần cục ống trọng, lai dài, quẩy cạp và mang giày tay khá điệu. Anh nói tiếp. Cha anh hồi nhỏ cũng dễ cưng chứ bộ. Bác sĩ Tứ bồi hồi kể lại. Năm chụp tấm hình này, cha anh mới 7 tuổi. Đi học về thường cùng nhóm bạn trảo chơi, bắt ốc, bắt mực trên các gành đá khu vực núi đèn trong Mũi Nai. Lần đó trời đổ mưa đột ngột, cả đám đang đi quanh khu vực núi Tà Băng. Đây là hai quả núi nằm theo hướng Đông Bắc và Tây Nam, về phía Tây so với chợ Hà Tiên, cách chừng 5 cây số. Thuở ấy ở đây không có đường lớn, tất cả đều là đường mòn nhỏ, lại tùm cây cối. Nhóm trẻ ra đây leo lên tán cây lớn, ngắm biển, chơi dưới bãi đất trống, chán thì về. Trời mưa rất nhanh, không gian tối sầm lại. Cả đám không có chỗ trú nên đứng dưới một cái láng dày đặc cây rừng. Mái láng rất nhỏ. Mục đích dựng láng của thợ xẻ cây là để tránh nắng chứ không phải tránh mưa. Đám nhỏ co tro tụm lại một chỗ mà trung lên cầm cập. Bây giờ trong nhóm có một đứa kêu lên. Ê, tụi bay nhìn kìa. Theo hướng tay chỉ là một đụng khối không bốc cao, chỉ bay lạ lạ. Ở đó có một ngọn lửa màu xanh. Nhóm trẻ bàn tán. Đứa nào cũng nói ở đó có một cụm mã lớn, mộ đá, diện tích bự như cái nhà, gạch được dán bằng thứ gì đó cứng chắc vô cùng. Có điều lạ là không thấy ai nhan khối, dù cho có nghe dịp thanh minh. Có đứa nói. Vậy sao ở đó có lửa, có khói? Lửa màu xanh, trông giống như có người đang đốt một đống củi bự thiệt bự á. Đứa khác cãi lại. Củ gì mà lửa ra màu xanh? Sao tao biết được? Thế là đám trẻ cãi qua cãi lại. Cha của bác sĩ Tứ khi ấy tò mò cực điểm, liền đứng dậy nói: Thôi, cái đám thổ đế tụi mày đi ra, để tao qua đó coi của nó là cái gì. Mặc cho đám bạn can ngăn, cha của bác sĩ Tứ, tạm gọi là Đẹp, cởi áo ra bỏ cho cặp da, đặt xuống một góc láng không bị tạt mưa. Mặc kệ đám nhỏ còn lại ra sức hù dọa, Đẹp vẫn chạy ù tới chỗ chậm mã kia. Con nít có những loại không biết sợ là gì như vậy đó. Đẹp tới gần mới phát hiện có hai người thanh niên quả thực đang đốt một đống lửa lớn. Có điều là trong đống lửa đó, Đẹp nhìn thấy một con hình nhân giấy rất to, cháy kêu lên xèo xèo ghê tai. Hai người đang đứng kế bên đống lửa không phát hiện ra Đẹp. Nó băng qua một khu ngập nước quá mắt cá chân, bên dưới là đất cứng, cỏ mọc quá gối. Chợt chân nó như mắc phải thứ gì đó, không phải là sình lúng, không phải là rễ cây. Nó rất cứng, có dạng thanh dài. Đột nhiên thứ đó siết chân Đẹp kéo mạnh xuống, hụp một cái, thoáng cái đã kéo nửa đùi thằng bé ngập trong lớp đất. Đẹp định la lên nhưng không kịp, bởi có thứ gì đó len lỏi từ lưng của nó, cong như đuôi bò cạp, bịt kín miệng nó từ lúc nào. Tưởng đâu đã về chầu ông bà, thì một trong hai người kế bên đống lửa vừa liếc thấy, chỉ trong chớp mắt đã phi thân đến chỗ Đẹp. Cánh tay người đó hiện lên những hàng chữ kỳ lạ lấp lánh ánh sáng, hệt như đắp cả trăm con đom đóm lên vậy. Đẹp chỉ nhớ được đó là một người đàn ông khá trẻ, khuôn mặt thanh tú, mặc bộ đồ Tàu. Ông ta hét lên: Bồ Tát Kim Cương Hàng Mã Công. Tay quang ảnh đấm như xuyên qua bụng đất, chấn động lan đến, làm Đẹp cảm giác như có thứ gì đó bị bóp nát, kêu lên trăn trắc. Người đàn ông kéo tay quang ảnh lên, lôi tuột một con quái xương sẩu khỏi lòng đất, ném lên không trung. Chân nhúng nhẹ thì thân người đã bắt kịp đà trơi của con quái. Thứ quang ảnh lấp lánh đó lần này lại cuộn vào cánh tay phải của ông ta, tạo ra hình ảnh một lưỡi đao sáng quắc. Ông ta hét lên: Hàng Mã Đoạn Nghiệp Đau. Vụt một đường, chém con quái ra thành trăm mảnh, khiến nó bốc cháy lên xèo xèo. Người đàn ông nắm lấy tay Đẹp lôi mạnh, cõng ra chỗ chờ mã. Tới đây thì Đẹp dần mất đi ý thức, chỉ nhớ được người đàn ông tới gặp một người có lẽ là sư phụ. Chỉ nghe người kia nói: Thằng nhỏ có sao không? Dạ không sao thầy à. Nãy con ẩu quá, giật sốc một con. Được rồi, vậy đi thôi. Hình như bạn của đứa nhỏ này ở bên kia đã phát hiện ra thầy trò ta rồi. Lục Lâm nên ẩn không nên hiện. Con qua đó tìm cách dụ đâm nhỏ đi. Dạ thầy. Đẹp tỉnh dậy lúc trời chiều muộn, mưa đã tạnh không biết từ hồi nào. Đám nhỏ đang nằm co tro trên đống gỗ trong láng. Đẹp giật mình khi thấy không biết từ đâu lại có thêm một tấm vách lá rất to chắn mưa. Sợt nhớ tới hai người khách lạ, nó nhìn về phía chòm mã nhưng không thấy ai, cũng không có đống lửa hay tàn tro nào nữa. Nó gọi đám bạn dậy, cả đám ngơ ngác khi nghe Đẹp nhắc tới đốm lửa xanh cũng như hai người kỳ lạ kia. Bọn nó đều nói trong lúc đi học về, vừa tới đây thì trời mưa, dạo trú một hồi thì buồn ngủ cho nên đánh một giấc, không hề thấy lửa hay người gì hết. Một thằng trong nhóm chọc Đẹp, nói nó có nằm mơ gặp ma rồi bị chuyện ra. Đẹp biết là chuyện vừa nãy có thật, vì chân nó còn dính lớp bùn đến đùi. Nó quyết tâm phải tìm ra bí ẩn của nhóm người Lục Lâm. Nhưng Lục Lâm đúng là kỳ lạ, với người hữu duyên thì dù có trốn tránh cỡ nào cũng không khỏi được. Ví dụ như tôi. Còn với người không duyên thì họ tìm cả đời chưa chắc đã gặp được. Chúng tôi nghe xong câu chuyện thì khá bất ngờ, xin gãi đầu nói: Thôi đồ, gặp được hai cao nhân, cái Bồ Tát Kim Cương Hàng Ma Công đó và cái bài chú Hàng Ma Đoạn Nghiệp Đau đó, hình như đã tuyệt chủng trong Lục Lâm rồi. Chỉ nghe là hồi thời đó đó, cỡ Lý Quỳnh đồ còn xài. Lúc điều mình về tôi có rủ cha Hùng luyện một số bài thất truyền, chả lắc đầu với hai cái bài đó luôn mà. Không lẽ là Lý Tổ Sư với một người đệ tử nào đó sao? Tôi lắc đầu. Ai cũng được, vì hồi đó toàn đại cầu thủ thôi, cho nên qua lời kể này á, thì không đoán được là ai đã tới đây đâu. Mà có một thứ khác hay ho hơn đó là họ tới cái cụm mã nó để làm gì, và tại sao lại phải giết hết mấy con quái đó rồi lặng lẽ bỏ đi. Ý cậu là họ có mục đích rõ ràng, kiểu như muốn đạt được mục đích đó thì phải diệt quái, chứ không phải làm gì tiện tay, phải không? Ừ, đúng rồi. Theo như là bác sĩ Tứ kể á, thì vùng núi Tà Bang hồi đó toàn là cỏ cây rậm rạp, địa thế lung đầm không thuận lợi cho việc cắt đặt một mã, thì sao ở đó có một cụm mã lớn gì được. Thêm nữa, nếu tới để săn lan thì đập miễu trong lúc lấy lan á, có lan rồi thì đi, việc gì phải đứng đó làm gì. Hay ha, cũng đúng đó. Ông có suy nghĩ gì thêm không? Theo tôi thấy á, ở cái cụm mã đó chắc chắn không phải là lan, vì như đã nói là đập miễu xong á thì họ sẽ bỏ đi ngay. Nếu không phải là lan thì chắc chắn là để trừ khử một thứ gì đó khác lạ, kiểu như đập bỏ một cái cổng. Tao không chắc nữa. Ý tao là tao chỉ nghĩ cái đám quái đó có một ý nghĩa nhất định với khu mộ. Nếu mà hai người đó tới để giúp cho cái mộ thì sẽ nán là lâu hơn, còn đằng này diệt nhanh, diệt gọn rồi rút đi, nghĩ thì giống như là đang phá cái mộ đó hơn. Phá hả? Có gì để phá? Nếu tôi biết thì tôi nói luôn rồi, cần gì thím hỏi chứ. Chung quy lại là cũng gần đến đó một chuyến. Xin nhớ lại một chuyện cho hỏi bác sĩ Tướng. Anh nói hai cái núi đó nằm ở đâu? Gần núi Pháo Đài, kế bên núi Dôi Phục á. Tôi mượn anh một tập bản đồ Hà Tiên, nhìn vào đó rồi nói: khả năng cao á, đó là cụm mã làng làm giả. Vì người xưa chọn thế mã là thế Trâu Nằm, thế Dôi Phục thì phải làm công phu lắm. Nhưng mà phải là Dôi Phục hai bên, chứ không có đặt vị trí ngang hông vô như vậy, khác gì bị vô giày xéo đâu. Núi ở Hà Tiên có xu hướng theo chiều Bắc Nam. Núi có tượng con voi phục quay đầu xuống hướng Nam. Tôi đoán là nếu chọn chôn, người ta sẽ chôn ở đỉnh, theo kiểu thiên tử quay mặt về Nam. Còn nếu chôn bên hông, tôi mạnh dạn nghĩ rằng nó theo kiểu cánh cửa vậy. Mấy người kia nghe thì cũng gật gù ra vẻ quan tâm, nhưng quả thật trong việc đưa ra suy luận và làm cho mọi người tin suy luận đó là đúng, tôi còn thua anh Hùng xa lắm. Xin chặt lưỡi. Thôi, lúc trước toàn ngồi im mỉm không nói gì, ai ngờ cũng biết được chút ít ha. Thì tao suy luận vậy đó. Bây giờ gần 1 giờ sáng rồi, nếu cần phải thử thách gì đó liên quan tới miễu mộng, chắc phải đi trước 3 giờ. Mọi người có vẻ đắn đo. Thấy lạ khi thiếu mất hai bộ óc dẫn dắt thường thấy là anh Hùng và Tú Linh. Vi bảo: giờ này đi cũng được á. Kiểu như em ấy đang nói giúp tôi kêu lên: Rồi, chốt là mình nên đi ra đó liền, đặng có gì sáng mai tìm cách xuống Thạch Động cho kịp. Vừa tìm đường vào Giang Thành của anh Thông, vừa tìm cái bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm luôn. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ Tứ vì chuyện cứu giúp một đoạn đau. Tôi thấy khóe mắt của anh ngấn lệ. Anh bình tĩnh lại chuyện xưa. Anh nói trong bọn tôi mà từ nãy tới giờ anh cứ nhớ mãi về cha mình, mong ước ông còn sống để cùng nâng ly với những con người mà ông ấy đã tìm kiếm cả một đời. Tuổi thơ của bác sĩ Tướng lớn lên cùng với những câu chuyện có vẻ lục lâm mà cha anh sưu tầm được. Nó ùa về thật dữ dội. Ký ức ngày trước hay ngồi nói chuyện với cha ở chỗ cái cửa sổ này, hoặc kỷ niệm cha nằm đưa võng, miệng ngậm điếu thuốc, kể cho anh nghe về sự tích Hạ Tiên. Sao mà rõ đến vậy? Ngày xưa bác sĩ Tứ không thích chuyện này cho lắm, kiểu như trẻ con thì thích chài nhải đá banh hơn. Ai đời ở nhà mà nghe kể chuyện đâu. Sau này cha mất rồi, anh mới bắt đầu có tâm lý có không giữ, mất đừng tiệm, cùng với một đốm lửa dần lớn lên, một mối khao khát tiếp nối cha mình, tìm ra bí ẩn của Hà Tiên và nhóm người Lục Lâm. Bác sĩ Tứ nói anh ta sẽ gọi xe ôm đưa bọn tôi đi. Thời gian chờ xe tới, mọi người cứ chuẩn bị tinh thần cho thoải mái. Sinh vẫn còn uống, Kiều Trâm thì rửa mặt, Vi ra hàng ba ngồi suy tư. Tôi hỏi: em đang lo lắng chuyện gì sao? Anh đoán xem kẻ thù lần này là ai? Tôi ngồi xuống kế bên. Anh nghĩ là nhiều lắm. Võ gia không rõ lý do xuất hiện, nhưng mà hình như mục tiêu của họ và thần tài là khác nhau, nên dễ dàng thương lượng được. Ông đào đồ cổ là một nhân tố bí ẩn với pháp danh của Địa Tạng. Nhưng mà em biết người đàn ông cứu tụi mình là ai hay không? Cho con người đàn bà có thể đắm thủng không khí đó là ai nữa. Tụi mình càng lúc càng bé lại trong cái thế giới lục lâm đầy rẫy cao nhân này. Người đàn ông đeo mặt nạ thì em không biết, nhưng mà người phụ nữ đó là Nguyễn Thị Hiệp, là bậc cổm cán trong Na Long Hội, cấp vị đứng thứ tư, thứ năm gì đó. Em nghĩ mãi không thông, tại sao mọi thế lực là dồn tới Hà Tiên cùng một lúc chứ? Vì thắc mắc cũng đúng. Nhớ lại từ U Minh cho đến chuyến đi Phú Quốc, chúng tôi chỉ chạm trán đơn lẻ từng gia tộc. Hồi ở Xoài Xo, tuy Na Long Hội có tham chiến, nhưng không phải kiểu tất tài như bây giờ. Nếu Vi nói đúng về thân phận của người đàn bà có đôi tai kỳ lạ đó, lần này có ba thế lực lớn ném ra những con bài chủ chốt trong hàng ngũ của mình, quyết sóng mái với chúng tôi. Trong khi lực lượng của chúng tôi thì chẳng còn ai, thiếu anh hùng và tú linh, có cảm giác như chúng tôi mất đi hai cánh tay vậy. Một giờ rưỡi sáng, có 4 chiếc xe ôm lẻ loi băng băng về hướng Mũi Nai. Trên xe chở nào là ông già hay bà bầu, đều là bọn tôi cải trang. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Tứ, chúng tôi được đi ghé qua cổng sau của một cơ quan nhà nước, qua mắt được đám thần tài chốt ở đầu hẻm. Bác sĩ Tứ gọi sẵn một đội xe ôm lão luyện. Tôi thì sợ liên lụy tới mấy chú xe ôm, mà dường như mấy ổng thấy bọn tôi thập thò thì hiểu ra ngay đang gặp chuyện với xã hội đen. Một chú lên tiếng: "Lên xe đi, thằng nào đụng được tụi bay á thì đem đầu tao để lên cầu Tô Châu cho xe cán." Chúng tôi nhìn nhau, không còn cách nào khác, lên xe để mấy chú chở đi. Chú chở tôi đi được một quãng, quẹo vào đường nhỏ xuống Mũi Nai để vòng lên núi Voi Phục. Chú hỏi: "Tụi bay đi đâu vô đây vậy? Cầu Cơ hả?" Tôi im lặng. Chú cười nói: "Hồi đó tao đi lính á, đám bọn bốt nó dí tao còn chưa sợ. Mày đụng cái đám giang hồ nào mà có vẻ rét vậy con?" "Dạ không có gì đâu chú, chỉ là mấy dân anh chị Sài Gòn thôi." Thân tài hả?" Tôi chưng hửng hỏi: "Chú là Lục Lâm hả?" "Lục Lâm là sao?" "Vậy chứ sao chú biết cái đám dí tụi con là thần tài?" "Khởi, cái đám đó xuống đây hoài gì? Tụi tao gặp nhiều cho nên biết tên. Mày yên tâm đi, tao cũng không ưa tụi nó. Sớ rớ nó đụng tao thì hội anh em sẽ ôm Hà Tiên cho nó chết sình bụng như ông đẻ luôn." Tôi bật cười thành tiếng, trong bụng có chút thoải mái hơn rồi. Kiểu như ít ra các chú cũng biết là các chú đang gặp phải nguy hiểm gì. Chú hỏi tiếp: "Tụi mày đi vô cái chỗ ma làng Tà Băng phải không?" "Dạ đúng rồi." "Cầu Cơ của ma cục đậu hả?" "Ma cục đậu gì chú?" "Đi Cầu Cơ gì kỵ mày. Ở đó thi thoảng gặp một con ngựa chở theo ông quan cục đầu. Dân cậu Số Đề hay ra đó lắm á." Ông quan cục đầu cưỡi ngựa. Tôi thấy tò mò nên hỏi tiếp: "Nhiều người thấy ông đó không chú?" "Nói chứ nghe đồn thì đúng hơn. Người ta đồn cái mã đó có số lượng thay đổi, lúc 3 cái, lúc 5 cái kìa." Tôi tiếp tục tò mò về câu chuyện ông quan cục đầu cưỡi ngựa ở khu vực Mã Lạng. Cũng có thể đó là một manh mối dẫn xuống Giang Thành. Chú xe ôm thở dài, nói chỉ có đám lô đề mới ra đây xin số xong rồi vào chợ ngồi cà phê đồn trăm răng. Nhiều người nghe lỏm được mà thôi. Bản thân chú cũng như anh em xe ôm đều không biết từ đâu có cái tin đồn này. Chắc cũng chừng 20 năm nay. Tôi hỏi: "Tin đồn nó ra sao vậy chú? Có gì hay ho không?" "Hay ho gì đâu, thì tụi nó chỉ nói tối hôm qua ra đó cầu Số Đề đang cung bái thì thấy gió ào ào tới. Ban đầu cứ tưởng là linh hồn hiện lên cho số. Cha con tụi nó giái lấy giai để. Ai về một hồi nghe tiếng ngựa hí. Tụi nó nói lúc đó da gà da vịt nổi trần trần lên. Tiếng ngựa hí trên đầu. Tụi nó mới giật mình bật ngựa thì thấy cái chòm mã có con ngựa ánh tía đẹp lắm, mà chở theo cái xác cục đầu mặc đồ quan hồi xưa, thiêu hình trồng phụng gì tùm lum tùm la hết. Cha con nó đái ra quần, thấy cái xác cục đầu phẩy tay, phần lớn bỏ chạy liền chứ đâu có dám ở. Một vài thằng lì lợm thì ở lại sinh sốt, sáng ra thấy bị ma giấu ở gần Mũi Nai, miệng xịt không. Có vậy thôi chú. Rồi ông có nói gì không? Cục đầu mà nói gì mày. Con ngựa đó thì hiện trang cái rồi biến mất à, không có ai được theo kịp. Sau lần đó thì tụi cậu số đề còn nhiều lần quay lại nữa. Vì theo lời tụi nó nói là quan chết hồi xưa mà bị cục đầu là lên lắm, càng xin càng trúng, nên cứ kiên trì đeo bám, cúng cũng nhiều. Chủ yếu là tỏ lòng thành để ông quan đâu thấy mà cho số. Cục đầu mà còn số má gì chứ. Nói xong thì chú xe ôm phá cười lên khoái chí. Tới nơi, chú dừng xe ở ngã ba. Chỗ này quẹo trái chạy thêm 3 cây số thì tới biển Mũi Nai. Đây là con đường ven biển mà tôi thích nhất. Dĩ nhiên so với các cung đường ven biển ở Nha Trang thì có lẽ thua xa, nhưng tôi cứ thấy thích vậy thôi. Phần vì đây là quê hương của tôi, phần vì buổi chiều lúc mặt trời lặn xuống biển làm bật lên cụm đảo Hải Tặc qua quần đảo Bà Lụa, trong lung linh như mâm bạc chất đầy châu báu của trời đất. Nhưng đó là một buổi chiều xưa cũ trong ký ức, còn hiện tại thì khác hẳn rồi. Xung quanh vắng lặng, không có đèn đường, bốn bề đen xị như hũ nút. Tôi hỏi Mã Lạng nằm ở đâu, chú xe ôm chỉ chích về một góc bên trái rồi nói: "Đó, mày nhìn đi." Trời lúc đó có màu tím đen, càng về chân trời thì càng ửng sáng một chút xíu. Tôi dụi mắt mấy cái, thấy có 2 khối đá khổng lồ cách mình chừng 300 mét. Đúng là có hình dáng 2 con voi đang phục xuống. Ở giữa là một địa hình yên ngựa nhỏ cỡ một ngôi làng. Chúng tôi thanh toán tiền xe ôm. Ông chú nói có biến thì cứ gọi cho ổng, đảm bảo 500 anh em xe ôm không bỏ qua cho đám thần tài. Bọn tôi nghe thì cười một cái mát dạ, dù biết rằng đám thần tài luộc mấy chú cái một. Đợi mấy chú xe ôm trút đi, bọn tôi vẫn còn nán lại thêm một chút nữa để thăm dò. Đến khi chắc ăn không có đứa nào theo đuôi, tôi mới ra dấu cho mọi người tiến tới chỗ đám mã. Chúng tôi băng qua cánh đồng trống. Đất ở đây khá cứng, có một lớp cỏ mỏng trông như bãi bò ăn. Thôn xóm cách gần nhất cũng 500 mét. Bao quanh đất trời là một tán cây đen xị, thỉnh thoảng nhấp nhô dài sườn đồi núi. Cảm giác như đi trong một cái hộp khổng lồ đen thui. Vi hỏi tôi còn xa hay không. Dùng thiên hổ, tôi có thể thấy được khu Mã Lạng cũng gần hơn nhiều. Nó nằm trên một mô đất vuông, cao hơn mặt bằng chừng 1 thước, rộng cỡ 2 cái sân banh cỏ nhân tạo. Trên đó có nhiều khối tròn to như vó ngựa nằm im lìm, đích thị là nắm mã rồi. Vì kéo tay áo tôi nói: "Anh à, anh có cảm thấy ở đây á có thứ ma lực đáng sợ lắm không? Loại này em rất ít gặp phải, không biết nó là cái gì nữa." "Thôi đi bà cô, đừng có giả bộ. Bà cô muốn nuốt mẹ cái miền Tây này rồi, không biết sợ gì nữa." Vì nhéo tôi một cái đau điếng. Nhưng đó là tôi nói động viên Vi thôi, chứ đúng là khu đất này có một cảm giác rét thật sự. Cảm giác này y hệt như cái lần đi ở núi An Giang. Cùng là một không gian, cùng chung một con đường, nhưng chỉ cách một bước chân mà da thịt lạnh như bị ướp đá. Cứ như bước chân trước đang từ sa mạc, qua bước này thì không khí thành dụng cực. Nếu lùi lại thì vẫn nóng, bước tới một cái là lạnh. Chúng tôi như lạc vào một cái lòng cầu âm khí dày đặc đến khó thở. Từng lần hô hấp tự như đang hít hơi nước đá vậy, cống cả cuống họng. Bao quanh khu Mã Lạng là một bụi cây khá tùm, có hình móng ngựa hướng lõm về phía con đường lớn. Cây ở đây có đủ loại, mọc cao qua đầu. Kỳ lạ là không nghe tiếng con gì đi ăn đêm hết, kể cả tiếng mũi do ve cũng không thấy. Chúng tôi nhìn nhau có chút lo lắng. Thằng Sinh cười điểu, đùa một câu với Vi: "Đủ lên không em gái?" "Đủ, nhốt chà xoa của anh vô còn được á." "Mà..." Vi tự dưng ấp úng. Xin tròn mắt: "Vụ gì hả cô nương?" Vi cười, vẻ mặt đầy chân thành: "Bữa giờ toàn gặp chuyện gì đâu không à. Em chưa có cơ hội nói tiếng cảm ơn." Xin nóc trụ: Cảm ơn gì?" "Thì hội Tràm Chim á, anh cứu em một mạng. Không thôi nước nở nhấn chìm em rồi. Anh còn sống trở ra, nói thiệt là em vui lắm. Cũng không muốn biết là ai đã cứu anh, hay là những chuyện đằng sau làm gì." Sinh cười khịch, vẫn tiếp tục nốc rượu. Tôi biết nó không quen với những chuyện như thế này. Hồi nãy nó không biết vì sao Huy lại cảm ơn. Chính xác là nó đã quên. Tính thằng Sinh là vậy. Tôi rành lắm. Cọc lóc chứ sống tình cảm. Đối với nó, cứu người cũng tính chung là một chuyện nhỏ nhặt, không cần ai biết ơn, và cũng không buồn đem cái chuyện đó ra đi lòe thiên hạ. Tôi và Kiều Trâm vẫn giữ im lặng, coi như tôn trọng hai người bọn họ. Đi thêm chừng 5 phút, chân bước lên thềm của chòm mã này thì thấy nó pha lẫn giữa đất và cát. Không có cỏ, đất thì lại có màu đen thui. Chúng tôi tò mò chung một suy nghĩ. Hồi xưa chẳng phải có hai cao nhân nào đó tới đây đập tơi bời cái đám quái hết rồi hay sao? Sao ở đây còn nồng nặc mùi âm khí như vậy chứ? Chúng tôi tự hỏi vậy thôi, chứ cũng không đưa ra suy luận nào cả. Hy vọng là sẽ sớm tìm ra được bí mật này. Vì bại đầu ra chuẩn bị làm nghi lễ, tôi thấy lỉnh kỉnh nào đèn, nào nhang, bùa, dao nhỏ, mấy cái hũ bột đủ màu hết. Vì kêu tôi với Sinh quay mặt ra ngoài, đi qua lại để thay phiên canh gác, sợ có người tới bất ngờ. Hai thằng đành thở dài quay đi. Lúc này Pi đang trải đèn giấy ra thì chợt nghe tiếng có người vén cây đi tới, lập tức thu hút ánh nhìn của bốn người bọn tôi. Tôi nhào tới, quơ dội nắm đồ Pi vừa bại ra vào lại trong túi, đồng thời che phía trước, đưa mắt nhìn xuyên qua tán cây. Thấy có bóng dáng hai người cùng với ánh đèn pin, một lớn một nhỏ. Đầu họ đội đèn chụp kiểu đi soi ít. Chúng tôi đứng nép lại, theo dõi nhất cử nhất động của họ. Xin nói khẽ: Sao lại không có âm khí? Kiều Trâm thỏ thẻ: Thì là người sống bình thường mà mấy ba. Họ cứ băng băng đi tới chỗ bọn tôi, không để ý làm gì đến đám người kỳ lạ ở chòm mã này. Tựa như đã quen với cảnh có người thập thò ở đây mỗi tối vậy. Vì hỏi tôi: Họ đội đèn đi soi ếch anh? Ở đây em re mà, có nghe ếch nhái gì đâu. Chắc là đi bắt ếch rừng. Ếch rừng sao? Nghe thật lạ đó. Tuy nhiên theo tôi thấy, trang phục hai người này không phải đi soi ếch. Họ mặc áo khoác mỏng, áo thun lót trong, có đeo dây đai chiến thuật. Loại đèn chụp họ dùng là loại chuyên thám hiểm hang động, gắn trên nón bảo hộ. Đầu gối được trang bị đệm, chân mang giày bám. Tôi thì thầm: Không, cũng không phải là thần tài. Họ là ai vậy chứ? Lúc này thì thằng nhỏ làm trớt cái túi cốc sau ba lô. Tôi kêu ý ới. Thấy nó không nghe thì nhặt lên chạy tới đưa nó. Tôi kêu: Ê nhỏ, em rớt đồ nè. Nó quay mặt qua nhìn tôi, hốc mắt nó rộng không. Thấy thịt bên trong hồng hào, không có máu, rất sạch sẽ, giống như ai đó khéo léo múc sạch nhãn cầu của nó ra mà ăn vậy. Da gà tôi dựng lên, sống lưng lạnh ngắt. Nó nhìn xong thì bỏ đi với cha nó. Cha nó quay lại nhìn nó. Cái đèn chụp sôi tới thì thấy cha nó cũng không có mắt, còn không có cuốn họng nữa. Họ cứ thế bỏ đi một nước. Tôi giật mình: Miễu sao? Tôi tò mò tột độ, định bụng quay ra hỏi mấy người còn lại thì chợt thấy điều lạ. Bãi cỏ bò ăn như bị kéo ra xa, xa mãi, xa mãi. Khoảng cách giữa tôi và Sinh chắc cả 100 thước, lại thêm 100 thước nữa mới tới chỗ của Vi và Kiều Trâm. Còn cái ngã ba hồi nãy thì xa mấy cây số. Một trận gió cát thổi tới, không gian rộng ngút ngàn chốc lát bị nhấn chìm bởi một màu trắng ngà, trát cả mắt. Loáng cái cọ đã phủ toàn cát là cát. Tôi chạy về phía Sinh, đồng thời cố sức kêu gào. Bên kia tôi thấy hình như ba người họ cũng đã thắp đuốc lên. Nhưng có một điểm rất lạ, ẩn sau thứ cát ngà ngà này dường như có một ngọn đèn pha rất lớn, thỉnh thoảng quét ngang qua một cái. Nhờ đó mà bọn họ thấy được đường mà chạy. Thiên hổ chạy thì không phải nói, nhưng con số mấy trăm mét đó càng lúc càng dài hơn. Hơn nữa, bở hơi tai mà bọn tôi cứ dậm chân tại chỗ. Tôi thấm mệt, cảm giác chẳng khác nào ngày xưa chạy bền môn thể dục. Khuỵu gối thở ra hồng hộc. Ánh mắt mờ mờ trông thấy Sinh, Vi và Kiều Trâm cũng chạy về phía tôi. Càng lúc càng gần, tôi kêu lên: Sinh à, phát tiên đàn coi sao, chỗ này lạ quá. Vụt một cái, họ đã tới trước mặt, nhưng vẫn chạy rất nhanh. ba bóng đen đó tới nơi thì tôi thấy là ba cái xác cởi trận như người thường. Họ không có mắt và cuống họng, băng qua tôi như không thấy gì cả, cứ thế đi mãi trong gió cát. Tôi cảm thấy không ổn rồi, và hệt như bao Lục Lâm số má khác, khi cảm thấy không ổn, tôi cho rằng lúc này đây mình nên đứng yên một chỗ. 10 phần chắc đến 8-9 phần là có thứ tà ma quỷ quái nào đã nhúng tay vào. Càng chạy thì càng chết sớm thôi. Anh Hùng đã dạy tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng tự thân mình đối đầu với ảo giác kiểu này, tránh sao khỏi tim đập chân rung cho được. Nó là cái gì đây? Nhớ lại kiểu ảo giác này, trong đầu tôi cố gắng nhảy số, đưa ra những câu trả lời khả dĩ nhất. Thiên thì không phải, chú lại càng không. Miễu sao? Miễu nào làm ra được ảo giác? Tôi trầm ngâm giây lát, rồi giật mình nhớ về cái thứ âm binh đầu tiên mà anh Hùng và anh Thông đã gặp. Ông kẹ. Không đúng. Tôi lập tức bác bỏ cái giả thuyết này đi. Vì ông kẹ trong Lục Lâm là thứ hụ tôi té đái, vỡ mật mà chết mới thôi. Đám người không mắt không cuốn họng nãy giờ nói nạo ngay, có hụ tôi cái gì đâu. Ông kẹ đáng sợ hơn. Tôi hiểu rồi. Vậy đây không phải là ông kẹ. Lần ở chợ xẻng Trà Vinh, chúng tôi bị đám cô hồn dẫn dụ. Không lẽ là cô hồn sao? Tôi suy nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng, vì cô hồn là hiện thân của ham muốn. Đám khuyết tật vừa rồi có ham muốn cái gì đâu. Và chỉ còn một thứ duy nhất thôi, một thứ có thể gây ra ảo giác, là nỗi sợ của Lục Lâm, và cũng là thứ Lan hiếm hoi bậc nhất: ma trời. Khác với hình ảnh ma trơi trong văn hóa thưởng thức, mà ma trơi của Lục Lâm là biểu hiện của những oán linh lầm đường lạc lối, không thoát ra được chính là cái định kiến hồi đầu thị ngạn của bản thân, dẫn tới chuyện muốn lôi người ta vào con đường lầm lạc ấy chung cho vui, rồi hút lấy hồn phách. Những người lạc lối, Phi từng nói với tôi hồi đi Cù Lao Mây hái thanh long, nhưng làm sao để không lạc lối nữa thì Vi chưa kịp kể cho tôi nghe. Trong đầu tôi lẩm nhẩm: ăn cám rồi, làm sao đây? Tôi nghĩ tới anh Hùng. Đúng thôi, lúc đó còn nghĩ được tới ai nữa. Tôi nhủ thầm, nếu là anh Hùng trong tình huống này, thường anh sẽ khuyên câu gì? Tôi truy ngược lại. Lạc lối là do đâu? Một là do tin sai, hai là do không có niềm tin. Vậy thì nếu không muốn lạc lối nữa thì đáp ứng 2 điều kiện. Một là có niềm tin, thứ hai là tin đúng. Nhưng tin vào một thứ gì đó bây giờ. Tôi nhắm mắt, tráng nhớ lại những chuyện Lục Lâm mình đã nghe, để rút ra một thứ đáng tin nhất. Có nhiều thứ lắm, nhưng có một chuyện khiến tôi nghĩ tới bản thân mình. Đó là anh Hùng và anh Thông niệm chuẩn đề để vượt qua tiêu độ hống. Chú chuẩn đề tôi đã nghe nhiều, hồi ở khách sạn cũng nghe bác chuột niệm. Vậy nên chỉ cần tịnh khí lại, niệm chú. Với pháp lực của tôi bây giờ thì niệm chú đó không khó. Chuẩn đề vang lên tựa như muôn ngàn tiếng chuông, thanh tẩy từng mét vuông xung quanh tôi. Ảo giác quá thành tro bụi, cuốn theo gió đêm đi đâu mất cả. Nhưng cũng mất tầm 10 phút mới khỏi hẳn. Bên kia, 3 người còn lại cũng sớm tìm ra cách hóa giải. Chúng tôi kỳ thực vẫn còn đứng trơ ra ngay trên nền của Mã Lạng, chứ đâu có đi đâu đâu. Ma trời quả thật nguy hiểm. Tiếng thằng Sinh vang lên: "Cậu à, tụi trong liên thủ, cái Vi chốt kẹo, nhớ dồn nó vào trong cho Vi nha." Tôi dụi mắt 2-3 cái mới hiểu câu thằng Sinh vừa nói là cái gì. Trước mặt tôi, ma trơi hiện ra như một tấm gương khổng lồ cũ nát. Một cái mặt không mắt trong gương đang há miệng ra nhìn bọn tôi. Cái gương lơ lửng như đang trôi trong nước, phủ vải trắng như quấn khăn tang lên di ảnh, bay lơ lửng. Xung quanh là các mô đất đụng lên thành hình người rồi xì khối ra. Với giật mình kêu lên: "Nè mọi người, tránh ra hết nha, lên là bình tướng Phi Lô Ca đó." Phi Lô Ca chẳng phải là cái đám mà theo lời Vi kể đã hành em ấy lên bờ xuống ruộng hay sao? Đám Phi Lô Ca hiện lên. Tôi trông thấy mà cảm giác như lời Vi kể đã có phần nói giảm, nói tránh bớt đi. Chúng có hiện thân như thần đèn trong phim ảnh. Thân trên hiện rõ, thân dưới là khối lơ lửng. Đầu đội kim khôi chớp nhọn, đeo mặt nạ quỷ, Mình mặc khôi giáp hết sức bệ vệ uy dũng. Trong tay đám này nhất loạt đều cầm kiếm công, bản của lưỡi kiếm phải đến một gang tay, có khác gì lưỡi đao đâu. Viloka đúng kiểu âm binh, nói hiện lên là hiện lên, chớp mắt liền đứng đầy một vòng xung quanh bọn tôi. Thằng sinh thấy cường địch xuất hiện thì mừng hơn chúng luôn, miệng cười tươi nói: "Tới đây, bố mày thử sức coi." Tôi không biết nó luyện cái gì và có uống nhầm thuốc gì hay không, chỉ thấy trong lúc đám Viloka hùng hổ cao mấy thước, tựa như bức tường trào bằng khối vây quanh bọn tôi, nó dùng lôi kích định đánh thử. Chiêu thức chạm vào khối, đục thủng một lỗ trên hình ảnh của âm binh. Nhưng con âm binh ấy tỏ vẻ không hề nao núng, kiếm vung lên hết tay rồi chém mạnh xuống, uy lực như thiên thạch, rọc một đường lửa đỏ cam trong không khí, nhắm ngay đầu thằng Sinh. Sinh đâu phải Lục Lâm 3 tuổi, nó nhảy tới, tức là vòng ra sau âm binh, định phóng lên cao rồi kéo tay áo, lộ ra hình xăm phục ma chú. Thằng Sinh định thử cái gì với đám Viloka này đây? Tôi phát khí thiên hổ, định vồ tới phân tán sự tập trung của đám còn lại, thì bất ngờ một tiếng cốp vang dội, tựa như lấy búa tạ đập vào nấm mộ. Có tiếng ngựa hí, nhìn lại thì thấy ông quan cục đầu đang ngồi trên ngựa. Con ngựa lông tía tung vó đập vào cái mộ ô dước, nghe lên cốp cốp. Hình ảnh ông quan cục đầu xuất hiện hết sức uy nghi. Tuy cục đầu nhưng vẫn nghe tiếng phát ra từ cơ thể đó: "Viloka, Lam Kha Cha Kha Khắp." Cậu quyết gì đây? Cảm giác một trận tử chiến sắp đến làm thiên hổ trong tôi như muốn nổ tung, trào ra ngoài. Khí tức của thiên hổ bùng lên, hệt như một cơn gió lốc, từ da thịt tôi trào ra ngoài. Khí tức này rất khác, mà không, nó rất quen, chỉ có điều đã lâu lắm rồi nó chưa xuất hiện trở lại. Nhớ kỹ thì từ hồi ở U Minh trở về, đặc biệt là cái lúc vào Cao Lô Thành, khí tức này rất dữ dội, nóng tràn và mạnh mẽ. Nó đè tôi xuống. Hồi đi lưu cừ rồi qua Trạm Chim, sự thay đổi khác dần. Xíu thôi, chuyển sang sức mạnh mà sau này tôi mới biết tên, đó là Bảo An. Sau đó thì đến Hải Tăng Tử. Không lẽ thiên hổ phụ của tôi là tổng hòa của 3 nguồn sức mạnh? Có cần công phu đến như vậy hay không? Khí lực vàng ống không giận dữ như Hải Tăng Tử, không bộc phát chớp nhoáng rồi tắt đi như Bảo An, mà nó dâng lên như thác lũ. Quan cục đầu xuất hiện dũng mãnh, mình mặc giáp chiến cũ sần, lớm đớm vết hoen gỉ, khoác áo choàng quá thắt lưng bằng vải dày nâu đỏ, chân đeo hài cong, chỗ cần cổ đen ngòm thủng một lỗ lớn. Mới để ý thấy trong tay của ông ta là một thanh trường đao, cán đao trị xét, lưỡi đao khác lạ là ánh sắc nhọn nhưng lưỡi mẻ, có vẻ cùn. Chém một nhát chắc không chết vì trọng thương, cũng chết vì uống ván. Vừa nghe lời chú của xác cục đầu, thằng Sinh lui về rồi kêu lên như thấy bùm nổ: "Bỏ mẹ rồi, tiếng ngầm khiển binh, tạo khoảng cách cho lên." Tạo khoảng cách? Ý nó là sao? Tôi vừa mới quay đầu nhìn nó một cái, đám Viloka nhất loạt đưa tay lên, tư thế kiểu như võ lâm chào nhau. Chúng khuỵu xuống như đứng tấn, hét lên một tiếng rồi hóa khối, chỉ còn mỗi cái đầu, cứ vậy bay thành vòng tròn. Cứ tưởng chỉ có như vậy, ai dè từ vòng tròn liên tục bắn ra những quả đạn lửa, chính là những cái đầu của chúng. Bọn tôi giật mình nhận ra đã bị khép chặt vòng vây. Vòng tròn đó mỗi lúc một thu hẹp lại, thậm chí còn dâng lên cao, dần khép lại như nửa quả cầu, nhốt bọn tôi ở bên trong. Tứ bề thọ địch, chẳng còn ai còn hơi sức nói với ai câu nào nữa. Đạn đầu lửa cứ bắn ra liên tục, chính xác là từ tứ phía. Chúng tôi đứng đầu lưng với nhau, còn bao nhiêu khí lực cứ đưa lên da thịt mà chống đỡ. Được mấy phút mà tưởng đâu cả ngày, thằng Sinh chịu hết nổi. Nhưng một kẻ hở chút xíu, nó gào lên: "Chịu chân làm đà, tôi đạp lên mở được, đập thằng cục đầu đi." Hành động với nhau đã lâu, tôi hiểu ý, kề chân đứng tấn. Nó đạp đùi tôi. Kiều Trâm cũng biết nên làm gì, liền lấp vào khoảng trống. Xin dùng dạ xoa cường quá, xông lên đấm thủng được tường phi lô ca. Không lớn, thậm chí da thịt của nó bị thứ âm khí kỳ dị thiêu đốt, cháy xèo xèo, nhưng rất nhanh lành lại. Tôi thét lên: "Mày phá thủng tường đi, tụi tao chạy đó." Nó quay lưng lại. Xui làm sao vừa lúc tên cục đầu quơ trường đao muốn nhẹ như không, vung lên chém xuống mạnh, như muốn trọc không gian thành hai mảnh. Chỉ nghe vút lên một tiếng, dạ xoa trống lên hệt như quái thú. Cảm thấy nó trồi trỏ ra khỏi tay thằng Sinh, quá thành lớp khối mềm như lụa, quấn mấy vòng quanh cánh tay. Sinh tự tin đưa lên đỡ. Hai bên chạm nhau tóe lửa, nhưng là thứ lửa xanh lơ ma mị, gần giống với lửa âm của Bạch Đan. Nhắc tới Bạch Đan tôi chợt thấy hơi nhói. Sinh đỡ xong một chém, liền cười lên hí hửng. Tưởng như thế nào, quá ra chỉ là con cọp giấy. Để tôi tiến vào một đoạn. Dạ xoa như tấm vải luồn từ cánh tay này qua cánh tay kia, xoáy thành những đường xoắn ốc dồn về cổ tay. Trong nó như đang đeo bộ vòng đồng đen để tập thiết tuyến quyền vậy. Đòn này rất mạnh. Kiều Trâm nghiêm giọng nói: "Sẵn sàng, tôi sẽ bứt quả lan, tạo thu hút. Hai người thoát ra trong lúc Sinh tung đòn hiểm, kết hợp với cậu ta, làm cho cái xác cục đầu bất ngờ." Hỏa lan phụ không phải thứ đồ trưng cho vui. Trước mắt bà ta che cho tôi và Vi. Một vài tiếng đạn bắn trúng cơ thể. Tôi thoáng nghe bà ta kêu lên mấy cái. Tôi bọc hậu cho Vi, một tay hóa vuốt hổ chém nát tường âm binh. Vừa lú đầu ra ngoài đã thấy Sinh bị đánh lui, lùi mấy bước. Sinh chửi thề, quẹt mũi ra vẻ cay cú lắm. Dồn dạ xoa lại một lần nữa rồi đạp mạnh đối mặt với con ngựa. Giống ngựa ma cũng tỏa ra áp lực khác lạ. Lông ngựa đen ánh tía, mắt đỏ như lửa. Nó chồm đầu định hút thằng Sinh. Dạ xoa tung lên đấm ngay trán của nó, tưởng như đã làm cho nó nát ra như tương. Nhưng thật ra tấm giáp chỉ nứt một chút xíu. Tên cục đầu quát lớn: "Còn chưa chịu hàng!" Liền xoáy trường đao định cắt cổ Sinh trong một đoạn. Dạ xoa trú lên, nghe như vạn người cùng đồng thanh mà gạo. Làn khói đen như hóa thành cái miệng quái thú lởm chởm nanh nhọn, ngậm chặt cái lưỡi đao. Sinh giật mạnh tay về định tước đao, nhưng ai ngờ con ngựa ma cũng không vừa. Nó lồng lên, tung chân đá Sinh mấy cái. Vì bắt quẻ, hai tay hai quẻ đập vào nhau, hệt như cái lần dập lửa ma ở Trạm Chim. Áp lực làm con ngựa thu vó về, lùi mấy bước, hí lên từng hơi mệt nhọc. Tên cục đầu ghim cương quát lên: "Bọn mày là Lục Lâm, mà sao dám tới đây xâm phạm chân giới?" Chân giới sao? Tôi chưa kịp nghĩ đến việc nó cục đầu thì nói bằng cái gì, đã nghe Xin chặt lưỡi. "Suốt ngày chân giới, nghe mệt cái lỗ tai quá." Xin tung chiêu. Nó thật sự nghiêm túc và lại còn đang rất nóng, nhưng có vẻ lệch kèo lắm. Quan cục đầu bình tĩnh hoành đao ngang. Từ thanh đao tỏa ra một thứ khí lạnh, gần như hơi băng, nhanh chóng lan tỏa. Dạ xoa có vẻ bị kích thích bởi thứ áp lực này dữ lắm, gạo lên rất lớn, hình thể như muốn xé da thạch Sinh mà phóng đi. Chợt Vi kêu lên: "Anh Sinh, đỡ đòn thôi, ghim dạ xoa lại, bị nó ăn đó." Sinh cũng hiểu ra cái gì đó, dùng tay chụp lại dạ xoa, kéo lên đỡ đòn. Một tiếng bùng rất lớn, tựa như gió làm cho tắt lửa. Quan cục đầu xốc đao chỉ mặt Vi mà quát: "Tranh con, đi chết đi!" Có ngựa đập vào mộ ô dước, nghe như đạn bắn đá núi. Sinh định cản, nhưng bị con ngựa hút mạnh, làm cho nó văng đi như ném một cái gối. Lưỡi đao ở trước mặt, Vi vẫn bình tĩnh bắt quẻ, rồi hét lên: "Anh tránh ra!" Em ấy đang hai bàn tay lại, trút mạnh ra, rồi vỗ vào nhau rất lớn. Từ lòng bàn tay phóng tới trận gió, thổi thân xác con ngựa và tên quan cục đầu, tựa như thổi một đống cát khô. Uy lực đòn đánh rất là mạnh, tuy nhiên chưa đủ. Vì nhanh chóng hết hơi, con ngựa hí vang mấy cái. Tên quan cục đầu phủi phủi bộ giáp rồi nói: Mày là đệ tử chinh danh hả?" Vì vuốt mồ hôi: "Sao mày biết sư phụ tao?" Hắn cười khẩy, không nói không rằng, lại lao tới chém Vi một nhát. Tôi không cần nghĩ nhiều, cứ vậy mà phát khí để đỡ đòn. Lưỡi đao sắp chạm đến thì đột nhiên hổ khí cường đại rất mạnh, Pháp khí đỏ đen bị thay bằng luồng lửa vàng rực, vàng đen. Chẳng khác gì tôi đang đứng trong một con hổ bằng lửa to như chiếc xe bán tải cả. Tôi nghe một giọng nói không rõ nam nữ, nó cứ gầm gừ. Ban đầu tưởng như trong đầu tôi, nhưng đến khi thấy biểu cảm của mọi người xung quanh thì rõ ràng đó là một tiếng hét rất lớn. Cho ta gặp bà ấy, cho ta gặp bà ấy. Tên cục đầu ngưng lại giây lát. Con ngựa chồm tới định tung vó mà đá. Con hổ lửa gào lên, thổi gần như bay hết da thịt ở cổ con ngựa, đã thấy xương lởm chởm bên trong. Tên quan cục đầu vội ghìm cương rồi nói: Thì ra ngươi là Bạch Hổ, ngươi tìm bà ta. Chưa tới thời khắc đó kia mà. Nhưng tại sao lại là các ngươi? Không, các ngươi không nên xuất hiện ở đây. Tôi cảm thấy hỗn loạn khí lực. Bảo An và Hải Tăng Tử cũng nhen nhóm xuất hiện. Đầu tôi đau như búa bổ, phút chốc đã tê liệt toàn thân, quỵ một chân xuống. Tên cục đầu vẫn nói về cái thứ gọi là định mệnh gì đó mà tôi đau quá có nghe được đâu. Đại khái là đáng lý ra người được gọi là bà ấy sẽ gặp bọn tôi ở một chỗ khác. Định mệnh đã được sắp đặt sẵn như vậy rồi, cớ làm sao mà bọn tôi lại ở đây? Vậy là hết sức sai trái. Xin quát lên: Sao con mẹ gì mà mày muốn xí người ta? Được không được thì nói một tiếng. Tên cục đầu vuốt vuốt con ngựa rồi nói tiếp: Sao hả Kiều Mã Đồ, mày muốn thử sức sao? Vết thương ở cổ ngựa đã lạnh, giống như nó hút bụi để đắp vào trong vết thương vậy. Con ngựa đá chân trước mấy cái, chuẩn bị sức nhào tới hút vào bọn tôi. Đúng lúc này thì hỏa lan nộ khí xung thiên, phá được hàng trào phi lô ca. Người Tăng Kiều Trâm chịu thương thế cũng không nhỏ, cứ tưởng đã gây được chút sức ép, nhưng không. Phi lô ca vẫn hùng dũng bay lượn xung quanh bọn tôi. Quan cục đầu lại đọc chú, khiến cho một phần phi lô ca nhập thể, luồn lách vào cả thanh đao gỉ sét kia. Con ngựa Kiều Mã Đồ này không đơn giản, riêng nó không đã rất mạnh rồi, huống gì lại thêm một tên cục đầu dũng tướng, thì đúng là hổ một tim cánh. Kiều Mã Đồ hí lên một tiếng như ống bể lò tràn kêu. Nó xông tới nhắm ngay Vi. Một lần nữa hổ khí trong người tôi bùng cháy lên dữ dội. Giọng nói kia lại gầm lên: Đừng cản ta, ta phải gặp bãi. Hai tay tôi nhanh như cắt chụp được lưỡi đao của tên quan cục đầu, giật nhẹ một cái đã ném đao đi rất xa. Kiều Mã Đồ chồm lên định đạp tôi, tay còn lại tôi vung lên bóp cổ nó. Hổ khí vòng quanh như sợi dây ánh sáng siết lại, khiến cho nó khục khặc như sắp chết đi. Tên quan cục đầu rút dao găm bên hông ra định đâm tay tôi, và bằng thứ sức mạnh không biết kiếm ở đâu ra, tôi vật ngã Kiều Mã Đồ xuống đất, đánh trầm một tiếng. Tên quan cục đầu đã nhanh trí phóng đi từ sớm, nhưng không để cho hắn thư thả. Thấy hắn vừa tiếp đất, tôi đã phóng tới, tay tung một đấm ngay ngực, làm cho bộ giáp kêu lên như đá vỡ. Hắn văng đi xa. Không dừng lại ở đó, tôi lại vồ tới, chụp hông hắn ném đi. Ngay khi cả người hắn chưa tiếp đất, vuốt hổ từ trên cao bổ xuống, dụng ý là chém nát một bên thân của hắn để tạo thế thượng phong, bắt hắn nhượng bộ. Nhưng không, vuốt hổ lần này không mạnh như tôi tưởng, hay là cái bộ giáp kia quá bền. Tôi chỉ cào trách một phần ở ngực. Tên cục đầu đập người xuống đất, vài mảnh giáp cũng rơi rụng ra. Dường như cú chém đó cắt đứt dây liên kết, hay thứ gì đó kết nối bộ giáp với nhau. Tôi thừa thắng xông lên, định tung quyền xé phần còn lại của giáp ngực và bụng. Ai ngờ tay gần chạm được thì từ bên trong vết đứt của cái giáp lún ra cái đầu đứa trẻ con chừng 9-10 tuổi. Giữa một thiên hổ bá khí ngời ngời, mạnh đến tôi cũng không ngờ, ngay cả sự phẫn nộ của Hải Tăng Tử cũng không bằng, thì tên cục đầu giả danh kia trông thật quá thảm hại. Kiều Mã Đồ không hổ danh là chiến mã xứng tầm chân giới, thấy chỗ bị tôi đập cho lên bờ xuống ruộng thì liền bật dậy sau cú vật của tôi. Nó hí lên rồi nhào tới định hút một cú. Thiên hổ sáng trực lên, tay tôi như cây đèn sợi tóc, vàng rực chói lóa, chụp ngay trán của nó, bóp nát mảnh giáp đầu. Tay còn lại đấm ngay cổ. Quái mã khục khục mấy cái rồi khuỵu chân. Tay tôi hành động cứ như thể là một nhân cách khác đang chiếm quyền kiểm soát tôi hoàn toàn. Nhưng khác với sự trói buộc của Hải Tăng Tử, tứ chi của tôi lúc này tựa như chuyển động có chủ đích, biết đánh, biết đỡ như thế nào, điểm yếu kẻ địch ở đâu. Nhưng lạ thay, não của tôi có biết mấy chuyện đó đâu. Thứ khí lực thân quen đã ở trong người tôi 20 mấy năm nay hay sao? Kiều Ma Đồ gục ngã, Sinh, Vi và Kiều Trâm chạy tới chỗ tôi để xem. Thằng Sinh còn la lên: "Chụp thằng nhỏ lại, con chừng nó chạy đó." Tôi tới kéo thằng nhóc ra, nó la lên trối chết. Cái gương khổng lồ ma trời cũng xuất hiện, khe khè mấy cái trước mặt tôi. Sinh và Kiều Trâm định vây bắt nó thì tay tôi vô thức đưa lên, rất nhanh tóm được khung gương, kéo nó xuống hết sức dễ dàng. Chạm đất thì nó hóa thành một tấm gương trắng. Thằng nhóc kêu lên thất thanh. Tôi vừa lôi được nó ra phân nửa khỏi bộ giáp thì đột nhiên pháp khí thiên hộ vụt mất. Thân thể tôi có cảm giác rơi xuống từ hơn 10 mét, choáng váng mặt mày, cứ thế mà quỵ xuống. Trong thấy luồng sáng khí lực thiên hộ đã không còn, thằng Sinh sợ địch thủ chạy trốn, nó nhanh chân phóng tới chụp ngay cổ thằng nhóc, cứ thế lôi tuột ra. Một tay còn lại đã đẩy dạ xoa cực hạn, sẵn sàng đấm nát cuốn họng cái thằng nhỏ nếu nó còn cựa quậy la lối. Vì đỡ tôi dậy: "Nè anh có sao không?" Tôi vỗ trán mấy cái: "Vừa rồi là cái gì vậy em?" "Phụ của anh mà, sao anh hỏi em?" Kiều Trâm dường như gom góp lại chút ký ức đấu với thiên hộ. Bà ta nói: "Khí lực này hình như khác một chút so với hội lưu cừ á. Trong cậu cứ như đang đứng bên trong phần thân của một con hổ phát sáng vậy." Chẳng lẽ bên trong tôi còn có thêm thứ linh lực khác với Bảo An và Hải Tăng Tử sao? Nếu gọi thiên hổ phụ thì thứ đó ắt hẳn là một con hổ dữ tợn rồi. Nhưng tại sao đến tận bây giờ nó mới xuất hiện? Và nó lại gào lên chẳng muốn gặp người đàn bà nào đó. Xin lôi thằng nhỏ tới, trong nó cũng thấy tội, cứ luôn miệng xin tha. Xin quát: "Hồi nãy là pháp khí gì? Mày biết đúng không?" Nó dí thằng nhỏ vào mặt tôi. Thằng bé mặt trắng bệch, đích thị là hồn ma người chết. Nó nói: "Thiên hộ của mấy ông mà." Tôi hỏi nó: "Thiên hộ? Bình thường tôi dùng thiên hộ đâu phải như thế này." "Đó là bạch hổ, một đứa con của chú hổ Thất Sơn. Mà sao các người tới đây? Quách Vệ Hùng và Võ Văn Hảo đâu? Theo lời tiên tri á, thì hai người đó tới chứ đâu phải mấy người." Xin ấn nó xuống quát: "Mày nói cái gì? Nói lại cho rõ đầu đuôi. Tên tao một đấm xé nát cái đầu mày ra hay không?" "Thôi anh, đừng có làm quá, để em nói với nó." Em ấy đứng gần lại, lấy tay vuốt tóc thằng bé rồi nói: "Chỉ là đạo diễn, em đừng có mong thoát được. Bọn chị tới không có ý xấu, chỉ đang muốn tìm hiểu về Ma Thành. Em có quen biết với khí lực của thiên hổ hay sao?" "Không, tôi không biết nó, nhưng có biết về lời tiên tri mà bà ấy nói, dặn tôi ở đây bảo vệ cổng vào, không để nó bị phá nữa." Bà ấy lại." Thằng nhỏ ngơ ngác: "Vậy ra mấy người chưa biết gì về lời tiên tri, về cái thứ gọi là ngày định mệnh. Tôi tưởng mấy người tới đây vì chuyện đó chứ." Khoan đã, hồi nãy ngươi nói là tại sao Quách Vệ Hùng và Võ Văn Hạo không đến, sao ngươi lại biết họ sẽ đến?" Nó khịt mũi. Sinh lúc này cũng nới lỏng tay hơn. Thằng nhỏ xếp bằng rồi nói: "Theo lời tiên tri của bà ấy nói á, khi ngày định mệnh tới gần, Quách Vệ Hùng và Võ Văn Hạo sẽ liên thủ tới đây nhận lấy lời khuyên của bà, tìm cách chống lại âm mưu phá nát Lục Lâm." "Liên thủ với Võ Văn Hạo sao? Con mẹ nó thiệt chứ. Nhắc tới cái tên thằng đó tôi lại sôi máu lên. Nếu không phải vì hắn thì bọn tôi bây giờ đã trung đùi ngồi nhậu ở cái quán nào đó rồi." Vừa định lên giọng mắng Văn Hạo thì Vi hỏi tiếp: "Lời tiên tri đó chắc chắn chứ?" "Chắc chắn mà, phải dặn tôi lâu lắm rồi đó. Lần nào tiên tri cũng đúng thôi, nhưng mà tại sao lần này lại không đúng chứ?" Vi nhìn bọn tôi một lượt rồi nói: "Vậy nếu như tụi chị muốn gặp người đàn bà đó, em dẫn đi được không?" "Muốn đi thì phải mở độ kiếp." Nó ấp úng nói, làm Kiều Trâm trọn mắt thốt lên: Là chết hả?" "Không phải, vì chân giới là thế giới người chết, cho nên muốn vào thì cần làm dương khí trên người mấy người cuộn sát vào cơ thể, chứ không có tỏa ra xung quanh. Có như vậy mới không làm xáo trộn chân giới. Quá trình làm dương khí cuộn lại đó được gọi là độ kiếp. Độ kiếp thì thằng Sinh đã nói với tôi hồi ở vàng Cự Đen rồi. Thằng nhóc không kể gì khác nữa, nó leo lên kêu Ma Đồ, chỉ nói nếu muốn gặp bà ta thì đi vào núi, tìm hai cái cây bồ đề cổ thụ mọc quấn nhau, có một khe hở cao quá đầu. Đi vòng số 8 quanh hai cái cây đó, cả thải 99 vòng. Đủ số vòng thì sẽ vào được, bằng cách chui qua kẽ hở là được. Quá trình này phải cắn một hòn đá, buộc vào vòng vải quanh trán, rồi chắt vào đó hai cây nhang, không được đốt đèn hoặc đuốc. Kiều Trâm hỏi: tại sao lúc nãy ngươi xuất hiện lù lù được, mà bọn ta thì lại phải chui rút cực khổ vậy? Thằng nhỏ lắc đầu xua tay. Nó nói là do cổng chân giới. Người thường bọn tôi không thể băng qua cổng chân giới được, vì làm như vậy sẽ dẫn đến hai chuyện. Thứ nhất là đầu trâu mặt ngựa sẽ xuất hiện, dùng vũ lực đuổi kẻ xâm nhập đi. Hoặc là thứ hai, kẻ xâm nhập sẽ lang thang mãi mãi trong những cái vòng lặp, vĩnh viễn không thoát ra ngoài được. Tôi nhớ lại cái lần vào chân giới ở Tràm Chim, tôi cũng băng qua cái gọi là xuồng 6 tấm. Chắc cũng tương tự như việc đi vòng số 8 quanh hai cái cây này vậy. Kết quả là chúng tôi đã bị đầu trâu mặt ngựa lùa như lùa bịch. Tôi còn thấy khúc mắc cho nên hỏi nó tiếp: chân giới là chung với cái ở Tràm Chim hay sao? Không, cái ở Tràm Chim là của ông ấy. Ở đây xưa giờ chỉ có làng chài và bà ấy thôi, hai bên không có liên quan với nhau. Càng trả lời thì càng lòi ra thêm câu hỏi mới. Dường như Kiều Trâm có chút ái ngại, lo sợ bọn tôi sẽ bị dụ. Dục chúng tôi đừng đứng đây nhiều chuyện nữa. Sinh và Vi có lẽ biết được thông tin gì đó nên thả thằng nhóc đi. Nó mở cổng chân giới rồi bước vào bên trong. Tấm gương và đoàn binh Phi Loka cũng hút vào theo đó. Tôi nhìn theo, chỉ thấy nó như biến mất giữa cụm mã hoang. Cánh cổng đen đặc toàn khối là khối, không thấy được thứ gì đằng sau. Thằng nhỏ đóng cổng lại, nó còn nói vọng ra: tôi sẽ đợi mấy người đường vô, cứ làm theo lời tôi là sẽ an toàn thôi, đừng lo lắng gì thêm. Chúng tôi nhìn nhau, biết được không còn cách nào khác. Cả đám cứ thế đi vào rừng. Đường đi không khó, so với những trạng núi rừng nguyên sinh ở Phú Quốc hay chuyện vượt sóng biển vào đảo Sương Mù, đường vào núi này nhẹ như đi chợ. Leo lên độ tầm 50 mét, gần đến đỉnh, chúng tôi bắt gặp hai cây bồ đề cổ thụ theo lời của thằng nhóc. Thực ra nó rất khó tìm, nằm ở một góc khuất so với đường đi lên đỉnh. Việc phát hiện được là do thằng Sinh để ý một thứ, đó là ụ mối. Thông thường ụ mối sẽ mọc ở một nơi tương đối bằng phẳng, không mọc ở triền núi vì sợ nước mưa. Nhưng đường lên có một ụ mối nhỏ xíu, nó vừa đạp lên thì biết ngay, không phải gốc cây hay gỗ mục. Sinh vung tay chặt dao, rẽ qua tay trái. Bên đây bụi rậm tùm, đủ thứ cây, có những lá chanh rừng bốc mùi hăng hăng. Vì nói: mọi người tắt đuốc đi, tụi mình tới nơi rồi. Tôi kéo thằng Sinh: nè, sao mày biết hay vậy? Ụ mối là điềm lành, đi săn lan đập miễu gặp chỗ có ụ mối càng bự thì càng dễ, vì đất ở đó tốt, không có tích âm khí. Nhưng là ụ mối trên đất thôi nha, ụ mối trên mã thì còn tùy cái tùy loại nữa. Cho nên có một kiểu ám hiệu, đó là rải ổ mối. Mối đồng âm với mối làm ăn. Gặp ổ mối thì cứ rẽ trái, ngụ ý đi theo tâm, tức là trái tim, thì sẽ tìm thấy đường ra. Lục Lâm gì mà không biết vậy ông? Nó nói đùa. Vì nói xong nó lại cười theo cái kiểu của thạch Sinh mà tôi biết. Tôi thấy vui cho nên không bật lại nó. Nhưng vui chưa được lâu thì Kiều Trâm hỏi: nhưng mà chân giới là Lục Lâm sao? Hình như Lục Lâm đâu có nhóm người đó. Với lại cổng chân giới ắt hẳn rất cần âm khí, sao lại có ổ mối được? Thì đúng rồi, ổ mối có phải tự nhiên đâu, người ta cố ý đặt vô mà. Nhưng mà việc xuất hiện một cái ổ mối ở đây thì rõ ràng là ám chỉ việc có Lục Lâm thường xuyên lui tới chỗ này rồi. Nhưng mà để vì cái gì chứ? Ê, có khi nào là cặp đôi thầy trò đã trừ đi mấy con quái theo lời kể của anh bác sĩ hồi nãy không? Xin gật gù. Có khi là Lý Tổ Sư cũng không chừng. Chúng tôi làm theo lời của thằng nhỏ, tắt đèn, dụi đuốc, Lúc này mà có miễu nhào ra chắc cũng chạy trật lắm. Nhưng ai dè tắt ánh sáng đi, mới thấy trên đây cây không cao, có một khoảng hình tròn trống trải, diện tích tầm một gian phòng khách. Tán cây bồ đề thưa thớt, nếu không muốn nói là trụi lủi. Từ trên trời tỏa xuống một thứ ánh sáng bàn bạc, không phải trăng, mà theo kinh nghiệm của tôi về những điều kỳ lạ thì đây hẳn là thứ ánh sáng trời ban, được thiết kế riêng cho cánh cổng độ kiếp ở đây. Vì thế cho nên thằng nhỏ dặn tắt đèn tắt đuốc đi, chứ bình thường trong rừng tối thui làm sao mà đi được. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Giang Thành Già Cổ là Thiên Chín Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.